Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có hai nhân vật chỉ có thể vờn mà không được thịt. Vượng Vin là một, còn lại là ai? Với việc áp lực ngay cho báo chí gỡ bài khi mới đăng chưa được bao lâu, ông Vượng đang thể hiện rằng ông là người không thể bị thịt. Như Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh, hiện nay số tiền nợ của Vingroup lên tới 376.602 tỷ đồng, là tương đương với khoảng 16 tỷ USD. Nếu thịt Vingroup thì khả năng cả nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ. Đó là lý do chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thịt rồi lại thôi. Một sự kiện hiếm hoi của truyền thông tại Việt Nam xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2018 khi báo Người Tiêu Dùng cho đăng một bài viết qua đó yêu cầu phải đưa hai nhân vật từng đứng đầu nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn là cựu bí thư Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân vào lò vì các sai phạm tham nhũng do các ông này gây ra. Đây là hình ảnh vào năm 2018, báo Người Tiêu Dùng bị áp lực gỡ bài về ông Lê Thanh Hải. Chỉ xuất hiện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bài báo có tựa đề nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân vào lò. Của hai tác giả Thiện Hiếu và Minh Nguyễn đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng ngườitiêudung.com.vn. Khi đó, nhiều nhà phân tích đánh giá rằng thế lực ông Lê Thanh Hải là bất khả xâm phạm, mặc dù ông Lê Thanh Hải và những người trong nhóm ăn đất của ông có bị báo chí bêu diếu sau đó, nhưng ông vẫn bình an vô sự. Vào năm 2020, báo chí cũng ồ ạt đăng tin rằng ông cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật, nhưng hai ông này vẫn bình an vô sự. Thế lực muốn đưa ông Lê Thanh Hải lên thớt không ai khác chính là thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay. Đó là thế lực ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên về mức độ cứng cựa thì ông Lê Thanh Hải không hề thua kém bởi gia tộc Lê Trương lừng danh miền Nam là thế lực mạnh nhất nhì của khu vực này cũng không hề kém cạnh gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Vượng cũng đã áp lực gỡ bài chứng tỏ quyền lực của ông Vượng còn rất lớn. Hiện nay thế lực nào đang áp lực cho truyền thông gỡ bài là sự khẳng định thế lực đó chỉ có thể vờn không thể thịt. Bởi họ là kẻ bị tấn công nhưng họ lại có khả năng phòng thủ rất tốt khiến kẻ tấn công phải bó tay. Có một số đánh giá cho rằng sở dĩ ông Lê Thanh Hải cứng cựa như thế là ông có mối quan hệ với thế lực phương Bắc. Thế lực này thuộc về an ninh thông qua Chu Vĩnh Khang. Tuy nhiên Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cận Bình trừ khử nhưng những người kế thừa Chu Vĩnh Khang cũng kế thừa mối quan hệ kiểm soát chính trường tại Việt Nam. Trường hợp ông Phạm Nhật Vượng áp lực cho truyền thông gỡ bài chứng tỏ quyền lực của ông Vượng còn rất mạnh và người ta nói áp lực báo chí gỡ bài chỉ có thể nhờ vào trưởng ban tuyên giáo Trung ương và ông Vượng đã tác động được chứng tỏ trong mối quan hệ chính trị phức tạp ông Vượng có thể tác động đến ban tuyên giáo. Như vậy, việc rút bài cho thấy mối quan hệ chính trị của ông chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đủ mạnh để không bị thịt, nhưng ông Vượng vẫn bị vần như trường hợp của Lê Thanh Hải. Đó là thực tế hiện nay giữa Đảng Cộng sản và ông Phạm Nhật Vượng có quan hệ lợi ích rất lớn. Nếu ông Vượng không nuôi những thế lực góp cổ phần miệng thì khó mà ông Vượng yên ổn làm ăn và phát triển trong những nhiệm kỳ Trung ương Đảng sắp tới cũng như vừa qua. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang có mối quan hệ đủ lớn để không bị đẩy ra khỏi Vingroup. Nhiều người đánh giá Vingroup đang lớn đến mức nếu thịt thì sẽ gây ra cú sốc lớn cho nền kinh tế. Điều này khá đúng, tuy nhiên vấn đề là Vượng vẫn còn nhiều mối quan hệ lớn. Chứ nếu Đảng Cộng sản cần Vingroup không cần Vượng thì họ đã ép ông Vượng thoái vốn khỏi Vingroup cho người khác nhảy vào thay thế. Vì vậy, việc muốn thịt được bản thân ông Vượng là một bài toán nan giải chứ cũng không hề đơn giản. Khi nào truyền thông còn sợ ông Vượng thì khi đó ông Vượng còn an toàn, bởi khi truyền thông đã không sợ thì chắc chắn đã có lệnh đánh từ trên bàn xuống. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch mãi bất lực trước bà Hằng nhưng quẩn mãi rồi cũng kết thúc được. Đối với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là ẩn số, nhiều chuyên gia đưa ra sự nghi ngờ về động cơ bắt bà Hằng. Người mà người dân đặt câu hỏi nhiều nhất là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người được cho là có nhiều ân oán với đại gia Nguyễn Phương Hằng trước đó.
Đầu tiên là nơi được cho là gây án của bà Nguyễn Phương Hằng ở Bình Dương. Bà Hằng tổ chức livestream là phát hình trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại bị bắt bà. Được biết, điều tra của bà Hằng không chỉ là công an Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có công an tỉnh Bình Dương nữa. Khi hai địa phương cùng điều tra về một tội danh thì phía từ bỏ điều tra phải là công an Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là công an Bình Dương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Việc công an Bình Dương từ bỏ trách nhiệm điều tra lẽ ra thuộc về trách nhiệm của họ là một dấu hiệu rất bất thường. Người ta cho rằng phía ông Phan Văn Mãi đã tạo áp lực mạnh lên công an Bình Dương, nên phía Bình Dương mới buông súng đầu hàng trước Phan Văn Mãi. Ngoài những bất thường về quy định tố tụng, thì điều bất thường hơn nữa là công an Thành phố Hồ Chí Minh đã qua hai lần có lệnh tạm giam để điều tra bà Nguyễn Phương Hằng mà chưa hề có lệnh khởi tố. Đến khi hết thời hạn tạm giam lần hai, thì ông Mãi mới áp lực công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Hằng. Qua trường hợp như vậy, một số chuyên gia đánh giá rằng ông Phan Văn Mãi đã bất lực trong vấn đề buộc tội bà Hằng, nên tới 3 tháng tạm giam vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội bà. Vì chưa đủ bằng chứng nên ông Mãi cho công an Thành phố Hồ Chí Minh quần tiếp với lệnh tạm giam 2 tháng tiếp theo. Với 2 tháng tạm giam, giờ thì công an đã kết thúc hồ sơ điều tra. Vào ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, quân Mãi cuối cùng cũng xong điều tra. Theo công an thông báo, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn với 3 cá nhân trên các trang buổi phát livestream truyền hình trực tiếp là do bà Hằng đọc trên mạng internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Như vậy thì ông Mãi xem như toại nguyện, ông đã bịt đi một cái loa mà theo ông có thể phơi bày những sai phạm của ông từ thời ông còn làm bí thư tỉnh Bến Tre. Việc kết tội bà Hằng thành công và giật lấy quyền điều tra bà Hằng từ chính quyền tỉnh Bình Dương cho thấy ông Phan Văn Mãi đang xem kỷ cương phép nước không ra gì. Dám bắt người thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương khác. Ông Phan Văn Mãi là một hạt giống đỏ. Ông Mãi được cho là có khuôn mặt khá giống với cố thủ tướng Phan Văn Khải và ông Mãi lại đang tiến thân một cách rất thần tốc, đầy bí ẩn. Từ khi về thành phố lớn nhất đất nước, ông ngồi chiếc ghế phó bí thư thường trực thành ủy chưa được bao lâu thì ông chiếm chiếc ghế chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chiếc ghế tràn đầy triển vọng sẽ tiến vào bộ chính trị vào thời gian tới. Đây là hình ảnh ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và cố thủ tướng Phan Văn Khải. Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều nhà đánh giá cho rằng ông Phan Văn Mãi là một lãnh đạo nguy hiểm cho xã hội, cậy quyền mạnh thế mà xem thường kỷ cương phép nước. Đặc biệt là ông có thể dùng bộ máy công an, công quyền để trả thù cá nhân như trong trường hợp bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Dưới quyền cai trị của ông Phan Văn Mãi, người ta thấy rất rõ sự ngột ngạt của bàn tay quyền lực. Nếu ông Phan Văn Mãi lên tiếng tầm lãnh đạo quốc gia, không biết Việt Nam sẽ ra sao đây? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra với ông lãnh đạo này.